Cách bạn có thể biến khỏi Facebook không cho ai biết. Để biết làm như thế nào, theo dõi hết video này của mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở Facebook lên. Các bạn sẽ ấn vào biểu tượng trang cá nhân ở góc tay phải ha. Ở đây các bạn chọn bánh răng cài đặt nè. Rồi, ở cái phần này, các bạn tìm kiếm cho mình cái chỗ là cách tìm và liên hệ với bạn. Các bạn ấn vào. Rồi, ai có thể gửi cho bạn lời mời kết bạn. Các bạn ấn vào nè. Rồi các bạn chọn là bạn của bạn bè. Tiếp tục, ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn. Các bạn chọn là chỉ mình tôi. Tiếp tục, những người có email của bạn. Các bạn sẽ chọn là không ai cả. Những người có số điện thoại của bạn. Các bạn cũng chọn là không ai cả luôn. Bạn có muốn các công cụ tìm kiếm ngoài Facebook liên kết với trang cá nhân của mình không? Các bạn chọn tắt luôn. Rồi, vậy là xong hết các bạn. Chúc tất cả các bạn thành công.